Xin chào anh em. Đây là quán cơm Niêu ở Đông Hà, thành phố Quảng Trị. Phải nói là sau sau bao nhiêu ngày nhỉ? Chắc phải sau hơn 10 ngày. Suốt ngày chỉ có ăn ở trong resort kia, khách sạn. Tôi ra ngoài quán ăn cơm Việt Nam, cơm Niêu, canh cua, cả muối, trời ơi, ăn ngon kinh khủng luôn. Đây là nhân viên đang ăn cơm Niêu Đông Hà Quảng Trị, cực ngon luôn. Đây là chắc phải số 1 Việt Nam ấy. Đây bà chủ đây à? Bà chủ cơm nhân viên ạ. Vâng. Nhân viên ăn được không? Cơm trứng rán cũng ngon, cực kỳ luôn, trứng rán thơm. Thơm phức. Ôi giời ơi, đúng là cơm Việt Nam ăn ngon thật. Đây là quán cơm Niêu. Đâu rồi? Ra ngoài này xem nhá. Ra ngoài này quay cái tên quán cho anh em. Nếu mà về Quảng Trị về đây ăn nhá. Nói là còn dã man con ngan luôn. Nó hơi mặn một tí. Ôi giời ơi. Đây rồi. Đây. Cơm Niêu Việt Nam đây. Đấy. Cái món này ăn ngon vô cùng luôn. Đấy. Đấy, ô. Ai phải ra đây lại khoe xe phát. Đây, vừa mới rửa xong ở khoảng ở Đà Nẵng. Lượn từ Đà Nẵng lên đến đây thì nó lại màu mè nó lại đổi ngay rồi. Ngọc Trinh đã ngả màu. Đấy nhá, anh em nhá. Cơm Niêu Việt Nam. Đông Hà Quảng Trị. Ngon vô cùng. Rồi. Tạm biệt anh em. Anh em nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng để mà tiếp tục tôi sẽ cập nhật đến anh em những cái địa điểm vui chơi thú vị trong chuyến hành trình xuyên Việt cùng VinFast Lucky Star. Ok, bye bye.